Ok, chào mọi người, hôm nay Lan đã trở lại. Và video ngày hôm nay thì Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách dán mi mà chắc hẳn một ngày mà không bị bong mà rất chi là dễ. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Và bước đầu tiên thì các bạn nhớ là phải kẹp mi nha. Ok, và bây giờ đây là keo dán kích mí mà Trang dùng để dán mi. Lý do vì sao mà Trang dùng bởi vì là cái keo này á, nó rất chỉ là chắc và khi mà nó khô thì nó sẽ thành khô kiểu dạng như là trong suốt, nên nó sẽ không bị lộ và độ bám và dính của nó rất chỉ là chắc. Thế nên là nó sẽ giúp cho cái mi giả gắn được lâu hơn. Và bây giờ Trang sẽ quét một lớp lên trên mí của mình trước. Các bạn chú ý nha, đừng để nó vào trong mắt mà chỉ lên mí thôi. Đó, làm như Trang vậy. Nếu mà ở Việt Nam mà không có loại này thì các bạn có thể mua những cái dạng keo dán mi giả mà có dạng chổi như thế này, của Đài Loan, của Nhật hay của Hàn Quốc. Đó. Và các bạn trải lên một cái đường như kiểu các bạn kẻ viền mi á. Đó. No, kẻ viền mắt á. Và các bạn làm tương tự như Trang nha. Làm cả hai bên luôn. Và các bạn chú ý phần khóe mắt nha. Chỉ một chút vào khóe mắt thôi. No, không phải một chút vào khóe mắt mà có nghĩa là trải kỹ vào phần khóe mắt. Ok, và đây là mi mà Trang dùng, đó là mi số 21. Và lấy mi ra thì các bạn trải một lớp thật là nhẹ thôi nha. Một lớp thật là mỏng thôi, để cho keo nó nhanh khô. Thì khi mà trải xong một lớp mỏng như vậy thì cái đường keo ở trên mắt nó đã khô rồi và các bạn nhìn xem nó trong suốt nhá. Ok, và bây giờ chúng ta dính nè. Các bạn cầm như Trang, rồi sau đó các bạn chừa độ khoảng từ 3mm từ khóe mắt ra đến cái chỗ mi. Đó, và sau đó các bạn dính đầu trước rồi sau đó đặt vào đuôi. Các bạn nhìn như Trang á. Đó. Và chắc rồi. Ok, và sau khi dán xong thì các bạn nhớ dùng cái nước mắt, kẻ mắt nước, và kẻ lên cái viền của mi giả. Vì khi ngày trước mà Trang quên cho không kẻ, thế nên khi mà chụp lên ảnh thì nó bị lộ mất cái đường viền mi giả lên. Thế nên các bạn chú ý kẻ từ cái chỗ khóe mắt là để che cái chỗ đầu của cái mi giả. Rồi sau đó các bạn từ từ đi ra, kẻ một đường và kẻ đè lên cái keo dán đó. Đó, và kẻ xong thì các bạn đã có một làn mi thật đẹp và thật chắc. Các bạn có thể đeo hẳn vào một ngày mà không sợ bong hay là không sợ bị sao hết, mà rất chi là thoải mái và các bạn sẽ không bị khó chịu ở khóe mắt. Mà khi các bạn dính như Trang nói là nhớ chừa từ 2 đến 3 mm. Các bạn có thể nhìn cái chỗ mà cái lông mi của mắt chúng ta á, nó bắt đầu mọc từ cái chỗ Trang biết nữa, chắc tại vì Trang ít mi. Nhưng mà các bạn chú ý là nhớ để chừa ra nha, từ cái khóe mắt nhìn như Trang á, nhìn như Trang làm á. Thì đó, thì như vậy khi mà dán mi giả lên thì các bạn sẽ thấy thoải mái hơn, không bị cậy. Mà khi mà các bạn gắn mi giả thì các bạn sẽ không thấy khó một chút nào hết. Gắn một lớp keo trước rồi sau đó quét một lớp keo mỏng lên trên mi, rồi sau đó đặt vào là được. Thì như thế vừa dính nhanh hơn mà các bạn không phải chờ keo nó khô rồi sau đó dính vào. Ok, và chúng ta đã hoàn thành. Trang hy vọng video này sẽ giúp được một phần nào đó cho các bạn trong việc gắn mi giả hàng ngày. Và Trang hy vọng các bạn yêu thích video này và đừng quên ấn like khi các bạn yêu thích. Và đừng quên chia sẻ với bạn của bạn khi các bạn cho rằng video này của Trang có ích. Ok, tạm biệt các bạn. Bye!